Đại Dương có lệnh. Hả? Chuyện gì? Sau 3 tháng nữa sẽ kiểm tra văn hóa. Hả? Hả? Gì chứ? Hả? Đến muộn về sớm, trừ điểm kiểm tra. Cái gì? Nếu thi mà không đạt, trừ điểm kiểm tra. Hả? Cái gì? Không tôn trọng ân sư, trừ điểm kiểm tra. Ngươi đã biết sợ chưa? Tất cả vật tư bồng lai sơn, công pháp dựa theo điểm thi phân phối từ cao đến thấp. Thiên địa hữu tự, vũ trụ vô cương. Thiên địa hữu tự, vũ trụ vô cương. Tốt. Nhật nguyệt doanh thúc, tinh tú quy hoàng. Nhật nguyệt doanh thúc, tinh tú quy hoàng. Dân chân Thương Hải, vũ nhuận Tan Điền. Ngọc cần mài mới dùng được. Dân chân Thương Hải, vũ nhuận Tan Điền. Ngọc cần mài mới dùng được. Ê, câu này không có cần đọc. Câu này không cần đọc. Ý ta nói câu phía sau không có cần phải đọc theo ta đâu. Được. Tiếp theo ta dạy mọi người nhận mặt chữ ha. Được. Ê, thiên địa hữu tự, vũ trụ vô cương. 8 chữ cái này các người viết ra trước đi. Viết ra trước cái đã. Lát nữa ta sẽ tới kiểm tra ha. Câu này hơi khó nghe. Nè, viết đi. Có chút tác dụng, nhưng mà nó không tốt hơn của ta bao nhiêu hết. Đều mang tính ép buộc giống nhau thôi. Thạch yêu đó thật sự dồn hết toàn tinh lực vào việc dạy cho đám yêu quái đó đọc sách viết chữ sao? Hồi bẩm sư phụ, quả thực như vậy. Đệ tử cũng cực kỳ nghi ngờ, thực sự không biết được rốt cuộc là hắn đang có chủ ý gì. Không ngờ là hắn vậy mà làm điều này. Thiên đạo chi ngoại thật sự là khó mà nhìn thấu. Sư phụ, vậy thì đệ tử có cần tìm cách động tay động chân không để hắn làm được? Xiềng xích của thuần yêu này phải thắt chặt từng chút một. Động tĩnh quá lớn, ép vào đường cục hắn sẽ phản kháng. Đến sau cùng ta được lợi gì? Lời sư phụ nói rất đúng. Hai đứa cứ tiếp tục ở lại đó. Thạch yêu xảo quyệt, nhất cử nhất động của hắn các ngươi đều phải để ý, đã hiểu chưa? Dạ sư phụ. Chuyện gì lúc nãy? Sao lại vậy được? Tại sao ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ vậy? Bọn họ dường như có loại pháp thuật bí mật nào đó. Rõ ràng bọn họ chỉ là yêu quái nạp thần cảnh. Nhưng nếu không chú ý, có thể đem giấu thần khí, ngay cả người luyện thần cảnh như hai chúng ta cũng không cảm nhận được. Những tên lính gác mà ta thấy, có đôi khi chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Những lính gác thực sự vẫn ở phía sau. Đề nghị bọn họ phát hiện ra chúng ta chứ. Nếu như đã nhận ra rồi, thì sau này sẽ khó mà làm việc được. Có lẽ là chưa đâu. Khi hai chúng ta vừa đến nơi này, những yêu quái này rất dễ nhận biết. Nhưng mà không biết lý do tại sao gần đây yêu khí của họ dần biến mất. Không chỉ là yêu khí, ngay cả linh lực cũng dần dần nhạt đi. Những yêu quái này so với bọn yêu quái khác, thực lực tu vi cũng không cao lắm, nhưng có kiểu ứng phó ta chưa từng thấy. Canh phòng nghiêm ngặt, tính cảnh giác cao khỏi phải nói. Còn có pháp lực tiềm ẩn nữa. Thánh Tôn có lẽ trước giờ không hề cố ý để cho bọn họ đi thăm dò những thứ chúng ta muốn che đậy đâu. Hai tên đồng tử bậc luyện thần cảnh, việc này liên quan trọng đại. Chẳng lẽ trong tay Thánh Tôn mà không có nổi hai cao thủ quá thần cảnh hay sao? Nghe chứ nói vậy cũng có lý. Nếu đã như vậy thì tại sao ta còn phái người đến? Thánh Tôn chỉ nhìn biểu hiện là đủ rồi. Ngộ giả đạo chú trọng suy diễn, mà Thánh Tôn là bậc cao nhất ngộ giả đạo. Suy diễn có thể đẩy tới cũng có thể đẩy lui. Là hư hay thực, chuyện của chúng ta chắc là cũng bị ông ta đẩy từng chút một rồi. Ban đầu bị động, chỉ là phát hiện hơi muộn. Không có nghĩa ông ta sẽ luôn chịu bị động đâu. Vậy mấy đồng tử đó tại sao phải 3 lần 4 lượt đến dò la vậy? Ông ta muốn để chúng ta biết, ông ta muốn nói với ta.
ông ta đã cột một sợi dây thừng lên trên cổ của ta. Chỉ cần ông ta muốn, lúc nào cũng có thể siết chặt. Vậy là ông ta đang uy hiếp ngươi? Điều này nói ra cũng không tính là uy hiếp, mà có lẽ là một tín hiệu thiện ý đó. Ta không hiểu. Với năng lực của Thánh Tôn, chúng ta nên giả thiết là những điều chúng ta biết ông ta cũng có thể biết. Trước đây ta thuộc về Bắt Đẩu Giao Quang Động, ấn tượng xấu về ông ta, thậm chí còn coi ông ta là đối thủ mạnh duy nhất. Bây giờ ông ta muốn thử thay đổi ấn tượng của ta. Ông ta đang nói với ta, ông ta vẫn luôn nhìn ta nhưng không hề động tới ta. Chỉ cần ta không làm loạn thì ông ta vẫn sẽ để ta theo ý mình. Tại sao vậy? Vì thứ ông ta muốn, bất luận như thế nào ta cũng không thể cho. Tạm thời thì cứ sống bình thường, cứ giả vờ là cái gì cũng không biết thôi. Là tại vì Kim Ti Tước đó sao? Ngươi làm như vậy có đáng không? Có gì mà không đáng chứ. Ngươi phải nghĩ kỹ chuyện này. Nếu như ngươi cố gắng làm cho Kim Ti Tước sống lại, đợi tới lúc phá vỡ sự cân bằng giữa chúng ta và Thánh Tôn, bây giờ điều quan trọng nhất với chúng ta mà nói chính là phải lượn quanh ở giữa cả hai phía ngư ông đắc lợi mới đúng. Nếu ngươi không nghĩ đến cô ấy thì chúng ta có thể dành được càng nhiều thời gian quý báu hơn. Lần trước khi vào rừng để đi thăm Tước Nhi, cô có nhìn thấy gì không? Cô biết dòng chữ trên bia mộ của cô ấy viết gì hay không? Mộ ân nhân của Yêu Dương Bồng Lai Sơn. Nhìn ta có giống cái loại người sẽ bán đứng bạn bè của mình không hả? Một cục đá ngốc, còn thêm một con chim nữa. Có thể làm đại sự gì? Cô ấy không hề chê bai ta là một cục đá. Ta đương nhiên cũng sẽ không chê bai. Cô ấy là Kim Ti Tước. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Ta có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài một chuyến đây. Ta đi cùng ngươi. Không cần đâu, ta đi một mình là được rồi. Nguyên soái, Ngọc Châu Tử đã không còn cung cấp vũ khí và đang dược cho Lục Yêu Dương nữa. Thời cơ xuất binh đã tới, chỉnh đốn quân lực, chuẩn bị tấn công Lục Yêu Dương. Dạ. Nguyên soái, trinh sát bẩm báo Thạch Yêu đã rời khỏi U Tuyền Cốc rồi, không rõ tung tích. Tiếp tục truy sát đi. Đợi đến lúc diệt xong Lục Yêu Dương rồi thì sẽ đến cuộc thấy Bạch Yêu này. Nhất định phải tra ra hành tung của nó. Dạ. Nguyên soái, xuất kích! Thiên Nhậm, Thiên Phụ, Thiên Hành, ba vị tướng chủ lực của đội quân Thiên Hà. Cả người nữa, Bắc Thần. Đúng là không phải quan gia không gặp mặt ha. Thiên Hà quân phụng mệnh, hạ phàm diệt yêu, thay trời hành đạo. Yêu quái nhà ngươi còn không mau bó tay chịu trói đi. Mau bó tay chịu trói đi. Bất phí lời. Giết. Lệnh cho ta. Giết. 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 Đại ca!
Đại ca, cuối cùng huynh cũng đến. Tức chết đi mà. Nếu không phải đang dược bị cắt, vũ khí đã hết, thì 10 vạn yêu quái chúng ta sao có thể bại như vậy chứ. Món nợ này sau này ta nhất định sẽ tính với Thiên Hà quân. Đi. 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 Nguyên soái, trong tuyến đường chạy trốn của ba yêu dương đã phát hiện tung tích của Hắc Ma Dương, Mật Hậu Dương, Dương Nhung Dương. Toàn bộ Thiên Hà quân truy đuổi đều bị giết. Ba yêu dương đã được Hắc Ma Dương cứu đi rồi. Trăm vạn chúng yêu tán loạn, lục yêu dương đạn tận diện tuyệt, nguyên khí trọng thương. Thiên phụ, ngươi dẫn binh tiếp tục đuổi theo lục yêu dương, không để cho bọn chúng có cơ hội nghỉ ngơi, không để cho bọn chúng đông sơn tái khởi. Thiên Hành, diệt sạch tất cả ổ yêu. Thiên Dòng, ngươi dẫn người ngựa đi đi, truy kích cô thạch yêu đó. Dạ. Cô thạch yêu này giỏi về mưu tính, trong trận chiến ở đầm Mát Long dễ dàng khiến cho chúng mặt tướng cửu thiên môn thất bại thảm hại, không thể xem thường được. Lục yêu dương nếu đã tán loạn rồi, thì tiếp theo chỉ cần đem quân chủ lực của chúng ta tất cả cùng đi truy kích cô thạch yêu đó là được rồi. Mặt tướng đã rõ.